Hôm nay chúng ta sẽ quay video phỏng vấn người dùng sau khi trải nghiệm khoảng hơn 500 km trên chiếc Lắc A 2.0 chinh phục Hà Giang. Và trước mặt chúng ta là anh Cao Tuấn đến từ VNE. Anh mới nhận chiếc Lắc A 2.0 này được khoảng hơn nửa tháng. Anh rất đắn đo sau khi quyết định chi ra số tiền khoảng hơn 1,2 tỷ cả ra biển cho chiếc Lắc A 2.0 bản tiêu chuẩn. Anh lựa chọn gói vay ngân hàng trả góp 0% trong vòng 2 năm ưu đãi của VinFast. Anh chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình, quên, một chút cảm nhận của mình sau khi trải nghiệm Lắc A trên cung đường Hà Giang không nào. Xin chào các bạn. Thật ra thì cái chiếc xe mà tôi đã bỏ tiền ra tôi sở hữu thì chắc chắn tôi phải khen nó thôi. Cái đấy là hiển nhiên rồi, nhưng mà thật ra thì cầm lái chiếc này đúng là không khen này không được. So với cái thời gian mà tôi đã lái thử nó ở trong nhà máy cách đây khoảng vài tháng thì chiếc Lắc A bây giờ nó thay đổi khá là nhiều. Cái cảm nhận đầu tiên của tôi mà tôi cảm thấy hứng thú nhất đấy là cái phản ứng chân ga. Chiếc Lắc A này thì cái phản ứng chân ga nó rất là tốt và hầu như là nó theo ý mình, nó không có độ trễ nhiều như khi mà tôi được trải nghiệm cách đây không lâu, và khi đó thì cũng chưa phải là phiên bản thương mại. Và cái thứ hai mà tôi thấy ấn tượng đấy là cái khả năng cách âm, cũng tương tự như cái chân ga. Tức là cái lần lần lái trước thì tôi phải nói thật là khả năng cách âm của nó không không tốt như bây giờ, mà bây giờ thì cái khoang cabin này cách âm rất là tốt. Những cái phản hồi, những tiếng gió hay là tiếng mặt đường thì nó sẽ cảm nhận được nếu như mà đó là ở tốc độ cao. Còn chạy như cái tầm tôi đang chạy đấy thì khoảng 40-45 km thì hầu như nó không có phản hồi gì cả. Bên cạnh đó là cái vô lăng, không phải là một mẫu xe mà nó có cái hướng thể thao nhiều, nhưng mà cái vô lăng của chiếc Lắc A này cho cảm giác lái rất là thật, cũng là trợ lực điện nhưng mà nó lại không quá nhẹ như những cái dòng xe mà cùng một khung mà tôi đã từng lái. Bạn có thể vẫn có thể cảm nhận được là những cái gì mà từ mặt đường thì nó truyền tải lên cái vô lăng là có thể cảm nhận rõ. Nó khác hoàn toàn với một số cái dòng xe mà có trợ lực điện khác là vô lăng nó nhẹ, thì hầu như là khi mà bạn lái thì tốc độ nó cũng chậm chậm này thôi, cũng không 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 có cảm giác gì hết. Còn như chiếc Lắc A này nếu mà lái nhanh tốc độ cao thì cái vô lăng này nó vẫn rất là chắc, nó rất là chính xác. Có một điều mà tôi cũng ấn tượng đó là cái hệ thống treo của chiếc Lắc A này, nếu mà đi bình thường thôi thì rất là êm ái. Và cái cung đường mà tôi đi từ thành phố Hà Giang lên đến Mèo Vạc và bây giờ đang quay về rồi, nó rất là nhiều ổ gà và rất là nhiều cái con đoạn đường xấu người ta đang thi công dở mấp mô. Thế nhưng mà cái giảm xóc của xe thì nó rất là tốt, nó hấp thụ hầu như là toàn bộ, trừ những cái nào nó là cái ổ gà to quá thì là sẽ cảm thấy khó chịu. Còn bình thường thì xe giảm xóc rất là tốt, rất là êm, tôi cảm nhận rất là êm. Về khả năng vào cua như nào nhỉ? Tại vì Hà Giang là rất nhiều cua trái, cua phải liên tục. Anh đánh giá khả năng vào cua, vô lăng thì là phản ứng hay rồi, lái hay rồi. Còn vào cua như nào, là khung gầm nó có bị vặn xoắn quá nhiều khi vào cua gấp nhỉ? lại thế lại phải nói đến tốc độ của xe anh ạ. Nếu như mà chúng ta cứ chạy với cái tốc độ tầm như vẫn đang chạy này, khoảng độ 40 đến 45, anh có vào cua đến thế nào thì xe nó cũng vẫn rất là chắc. Thế nhưng mà phải lái lên tốc độ nó cao hơn một xíu thì mới biết được là cái khi mà vào cua thì xe nó sẽ có hiện tượng là hơi bị tôi nói sao nhỉ, như là giảm xóc của nó. Lúc đấy nó sẽ không không đủ để đỡ cho cái thân xe nó chắc lại. Tất nhiên là khi mà tôi so sánh thế thì tôi cũng đã được cầm lái một số cái dòng xe sang rồi, và những cái lúc vào cua gấp như thế nó rất là chắc, người của bạn với cả cái xe nó không có xê dịch nhiều. Nhưng mà đây là ở tốc độ cao thì khi mà cua cái vị trí lái tôi đang ngồi sẽ có bị nhúc nhích thì cảm giác nó không được chắc chắn cho lắm. Về cái cần số nó có cái chế độ M cộng với M trừ đây, người đánh giá như thế nào nhỉ? So với cái đường đèo này nó hoạt động có ok không nhỉ? Thật ra bản thân tôi thì tôi lại thích nó là một cái lễ chuyển số hơn, nhưng mà đây là không phải là một chiếc xe thể thao,
nên là việc bố trí lấy chuyển số thì nó có vẻ là cũng không phù hợp lắm. Còn chế độ mở cộng mở trừ thì nó để cho bạn kiểm soát được chiếc xe khi mà bạn mong muốn là được có thêm cái sức mạnh một chút, có thêm một cái moment xoắn một chút thì bạn đẩy số nó thấp lại để cho nó tăng cái moment xoắn lên thôi. Chứ còn trong khi mà đổ đèo thì thật ra bản thân chiếc xe này nó cũng đã có cái sự tính toán của cái hộp số, nó rất là thông minh. Đây là hộp số ZF 8 cấp được chia sẻ từ BMW đúng không? Sẽ tự chuyển số về cái số nó phù hợp cho với cái tốc độ của đèo bạn đang đi. Nên là nếu như bạn đang đi chậm chậm sẵn rồi mà xe không thì cũng không cần phải về số để cho nó hãm đâu, bởi vì là xe nó tốc độ nó cũng đã tự về cái số nó cùng với cái tốc độ đấy rồi. Nói chung là tôi thấy rất là nhàn. Và cái hộp số này thì nó trừ cái điểm đấy là nó không phải là lấy chuyển số cho vô lăng thì tôi cũng không có gì phải phàn nàn với cái cần số này cả. À, có một điều là thời gian đầu thì dùng chưa quen thì cái cần số điện tử nó vẫn còn hơi bỡ ngỡ một xíu, còn lại nó rất là ok. Về cái sức mạnh của động cơ chiếc này, phiên bản tiêu chuẩn là 174 mã, phiên bản cao cấp là 228 mã. Anh thấy bản 174 này đã đủ để có thể vượt qua được những cái cung đường khó tại Hà Giang chưa? Theo đánh giá của tôi thì nói là Hà Giang thì khó thật, nhưng mà đến như một chiếc pha điên vẫn còn đi ầm ầm thì cũng không có lý do gì là một chiếc lắc với cả một chiếc lắc A, một chiếc lắc SA lại không đi được cả. Tôi rất là hài lòng. Còn thật nói thật là xe thì đã mua sedan thì mục đích của chúng tôi là đi phố là chính thôi, nên là cái tốc độ và cái động cơ, sức mạnh động cơ và cái moment xoắn thì nó cũng không phải là yếu tố quá lớn để cân nhắc. Tôi không đặt nặng cái yếu tố về sức mạnh và tốc độ. Còn bản thân chiếc xe thì với cái bấy nhiêu thông số kỹ thuật như là về moment xoắn và sức mạnh động cơ, nó hoàn toàn có thể đáp ứng cho tôi trong một chuyến đi xa như này, như là tôi đi từ Hà Nội đến Hà Giang. Có một điều mà tôi không khoái lắm đó là cái hệ thống loa không được hay cho lắm. Vậy là phải sử dụng Boommaster như của Mercedes hay là Hangman Cadum như của BMW thì mới làm hài lòng được những người dùng như anh đúng không? Đấy là nếu như mà bản thân của VinFast cũng đã xác định là làm một chiếc xe nó mang tầm cao cấp, nó thoát những cái gì mà nó phổ thông, thì tôi nghĩ là thêm một hệ thống loa hay cũng là một cái... Nếu như phiên bản cao cấp mà thêm cái tùy chọn là loa Boommaster, Hangman Cadum hay là một số cái thương hiệu lớn khác thì anh thấy liệu nó có hợp lý hơn không? Tôi nghĩ là cũng hợp lý thôi, bởi vì trong cái tầm giá nó đến trên 1 tỷ rồi thì ví dụ như khi mà anh lắp thêm cái dàn loa đấy chẳng hạn, giá xe chắc nó sẽ đội thêm. Nhưng mà những cái người mà người ta đã bỏ tiền ra để mua chiếc xe với cái số tiền như thế rồi thì thêm vài chục triệu, tôi nghĩ nó cũng không có gì là quá khả năng của họ. Tôi nghĩ là về cái nội thất của cái chiếc phiên bản này so với cái thời điểm mà cái lô đầu tiên được xuất xưởng tại nhà máy thì anh đánh giá nó có nhiều sự khác biệt sau khi tiếp thu được ý kiến của khách hàng và một số chi tiết đã được sửa đổi? Lại nói về nội thất, nói về từ cái bảng táp lô đi, đó là tôi đánh giá khá là cao về cái mức độ hoàn thiện. Cái màn hình bây giờ nó hiển thị sắc nét, cái màn hình ở sau vô lăng thì nó rất là nhiều thông tin. Còn cái màn hình trung giải trí, thông tin giải trí hiển thị rõ nét hơn trước rất là nhiều. Nếu mà có một cái góp ý thì anh muốn góp ý nó cần sửa đổi cái gì không? Tôi cũng cảm giác thì khi mà mình lái chưa lâu thì cái thời gian mà để làm quen với cái màn hình thì nó hơi mất thời gian một xíu. Bởi vì là hầu như là các cái tính năng mà điều khiển trên xe này thì đều đã là chuyển sang dạng cảm ứng rồi, nên là khi mà mình thao tác thì không quen thì nó sẽ rất là mất thời gian một chút. Còn về hiển thị thì những cái thông tin cơ bản như là dẫn đường, bản đồ này, hay là hiển thị các thông tin về chương trình giải trí chẳng hạn thì nó hiển thị rất là ok. Thế nhưng mà khi mà anh chuyển sang camera lùi đi thì tôi mong muốn nó phải có một cái hình ảnh nó rõ nét hơn nữa, ngang tầm của độ chất lượng của HD chẳng hạn, HD trở đi hoặc là phải Full HD, chứ còn bây giờ nó chưa được thực sự là nét cho lắm. Về cái hoàn thiện về cái da ở cái phiên bản mà tôi lái này thì là da nó là da sần rồi, trước đây tôi thử thì nó là da trơn. Thì đối với nhiều người thì họ thích da trơn, nhưng mà đối với tôi thì tôi lại thích
cái kiểu da nó sần này hơn, vì trông có gì đấy nó khỏe khoắn mà trông nó cũng cao cấp hơn so với cái da trơn. Ở trên cái vô lăng này thì rất là nhiều nút bấm, nhưng mà cái độ hoàn thiện thì như nào nhỉ? Cái độ hoàn bản thiện thân các tôi nút đánh bấm. giá là các nút bấm thiết kế ở trên vô lăng này nó không được tinh tế cho lắm, tất cả các phím luôn chứ không riêng phím nào cả. Tôi đánh giá không cao với những cái nút bấm ở trên vô lăng này. Có gì đấy nó cảm giác nó hơi thô một xíu. Hai cái cần điều chỉnh âm lượng, hai cái nút điều chỉnh âm lượng này, hay là cái nút thiết lập tốc độ cho kiểm soát hành trình, nó như là làm bằng cao su ấy, và nó rất là mềm mềm, cái khả năng phản ứng của nó không thật, nó không thật như là phím nhựa, nên là tôi không đánh giá cao lắm. Còn các nút nhựa thì trong đó các nút nhựa thì lại các nút nhựa thì lại hơi thô một xíu, không được. Cuối cùng thì đoàn cũng đã về đến điểm nghỉ trưa. Cảm ơn anh Cao Tuấn đã chia sẻ một số cái cảm nhận về chiếc VinFast Lux A2.0. Xe không phải là xe tôi. Vâng. Cảm ơn anh đã chia sẻ về cảm nhận với xe của người khác chứ không phải xe anh.